Ai đang phá hoại hiệp định EFTA? Ngày 1 tháng 12 năm 2015, Việt Nam và EU đã kết thúc quá trình đàm phán hiệp định thương mại giữa hai bên, viết tắt là EFTA. Theo các điều khoản của hiệp định này, thì Việt Nam phải có lộ trình thông qua 3 công ước lõi còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế là ILO, xoay quanh quyền tự do lập hội, quyền tự do thương lượng tập thể và việc xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ngoài ra, khi EFTA được ký kết chính thức, EU có thể chế tài các vi phạm nhân quyền của Việt Nam theo thỏa thuận đối tác BCA mà hai bên ký năm 2012. Hiện nay, chính giới châu Âu và các tổ chức chống đối người Việt đang phản ứng với vấn đề nhân quyền trong hiệp định EFTA theo những cách không giống nhau, nhìn chung có thể phân họ thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên mong Quốc hội châu Âu sớm thông qua EFTA vì ba lý do. Thứ nhất, họ tin rằng hiệp định này sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc vào việc giao thương với Trung Quốc. Thứ hai, họ tin rằng đà phát triển kinh tế mà hiệp định này mang lại sẽ thúc đẩy cải cách chính trị diễn ra nhanh hơn. Và thứ ba, họ tin rằng các điều khoản về nhân quyền trong EFTA sẽ tạo thuận lợi để EU can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam và hỗ trợ họ. Một mặt, nhóm này ủng hộ EU ký thông qua EFTA. Mặt khác, họ đòi hiệp định phải đi kèm các cơ chế kiểm định, đánh giá về nhân quyền và tạo điều kiện cho khối dân sự độc lập tham gia vào quá trình đó. Đại diện tiêu biểu của nhóm đầu tiên là bản tuyên bố chung mà nhóm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn soạn ngày 24 tháng 2 năm 2017. Bài viết của Nguyễn Thục Quyên hôm 6 tháng 9 năm 2018. Status của Nguyễn Quang A hôm 20 tháng 9 năm 2018. Và bài viết của nhóm Lão Mà Chưa An hôm 3 tháng 10 năm 2018. Trong những người vừa kể, nhóm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn đòi EFTA phải có những điều khoản về nhân quyền, dù hiệp định này đã được soạn, đàm phán xong và công bố từ trước đó một năm. Qua biểu hiện này, có thể thấy, vào thời điểm soạn kiến nghị, Trang và Tuấn không hiểu nhiều về hiệp định EFTA và chưa tham gia sâu vào các diễn biến xoay quanh hiệp định. Trong khi đó, Nguyễn Thục Quyên là thành viên của nhóm Veto, một nhóm chuyên tiếp cận riêng từng dân tiểu Đức, để vận động họ can thiệp vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Veto cũng là nhóm đã thành công trong việc đòi thả Đỗ Thị Minh Hạnh. Bản thân Nguyễn Thục Quyên đã viết thư riêng cho ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Quốc hội châu Âu, để trao đổi về diễn biến trong quá trình ký kết EFTA. Nguyễn Quang A, người sáng lập nhóm Lão Mà Chưa An, là người được Quốc hội châu Âu mời dự phiên điều trần về EFTA hôm 10 tháng 10 năm 2018. Nguyễn Thục Quyên thường gặp Quang Nga trong một hội thảo ở Đức và từng viết thư vận động để ông A được giải tuyên clip nhân quyền. Nhóm thứ hai đòi Quốc hội châu Âu không thông qua EFTA, chừng nào Việt Nam chưa cải thiện tình hình nhân quyền. Nhóm này được đại diện bởi bản kiến nghị của 90 tổ chức dân sự và chính trị, đứng đầu là Đảng Việt Tân vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Hiện nay, chính giới châu Âu cũng không có chung quan điểm trong vấn đề này. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Quốc hội châu Âu, có phần nghiêng về khuynh hướng thứ nhất. Trong một thư riêng đề ngày 10 tháng 8, Lange xác nhận với Nguyễn Thục Quyên rằng chính ông đã gợi ý Việt Nam không cần thông qua 3 công ước của ILO trước khi ký EFTA, mà chỉ cần có một lộ trình phê chuẩn và thực hiện là đủ. Trong khi đó, hôm 17 tháng 9, 32 nghị sĩ từ các đảng lớn của EU đã viết thư gửi cao ủy thương mại của EU để đề nghị không thông qua EFTA nếu tình hình nhân quyền của Việt Nam không được cải thiện. Dù không đồng quan điểm, cả hai nhóm người vừa nêu đều tận dụng các diễn biến xoay quanh hiệp định EFTA để tuyên truyền chống nhà nước. Chẳng hạn, khi vụ Trịnh Xuân Thanh ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, cản trở việc thông qua hiệp định EFTA, họ đã dựng lên một thuyết âm mưu rằng phe thân Trung Quốc ở Việt Nam cố tình gây ra vụ này để phá hoại hiệp định, nhằm khiến Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi 32 nghị sĩ EU đòi hoãn hiệp định, Nguyễn Anh Tuấn viết rằng một thế lực trong chính quyền đã cố tình vi phạm nhân quyền để phá hoại hiệp định EFTA. Sau khi công an tạm giữ ông Nguyễn Quang A, khiến ông bị lỡ chuyến đi Úc hôm 18 tháng 9 của mình, Quang A cũng tuyên truyền rằng cục A67 muốn ngăn ông bay từ Úc sang Bỉ để dự phiên điều trần về EFTA nhằm phá hoại việc ký kết hiệp định. Khi lên tiếng về vấn đề nhân quyền trong hiệp định EFTA, thực ra các tổ chức, cá nhân chống đối đều muốn vận động chính giới phương Tây gây sức ép với Việt Nam, buộc Việt Nam phải thay đổi nền chính trị để đổi lấy lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, cánh Nguyễn Quang A và cánh Việt Tân muốn thực hiện việc này bằng hai cách khác nhau, do họ khác nhau về phương thức hoạt động và nguồn hỗ trợ từ quốc tế. Nếu Nguyễn Quang A muốn tìm một thế lực đang cố phá hoại hiệp định EFTA, ông cứ nhìn vào đảng Việt Tân và 89 người anh em của họ,
qua việc họ vội vàng đòi EU không thông qua EFTA cho đến khi nhà nước Việt Nam đáp ứng những yêu cầu chính trị mà họ đặt ra. Có thể thấy, Việt Tân không hề đại diện cho quyền lợi của người dân trong nước. Nếu có, Việt Tân đã biết nghĩ đến những lợi ích kinh tế, ngoại giao mà EFTA mang đến cho người dân Việt Nam, như Nguyễn Văn A đã chỉ ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho rằng Nguyễn Văn A và Nguyễn Anh Tuấn nên phát ngôn thận trọng hơn. Nếu họ nghĩ có một nhóm lợi ích đang muốn phá hoại hiệp định EFTA, họ phải đưa ra được các bằng chứng đầy đủ, xác thực để chứng minh cho chuyện đó. Còn nếu họ phát ngôn khi thiếu bằng chứng, dư luận có quyền tin rằng họ đang chụp cái mũ bán nước, phá hoại hiệp định lên đầu những cơ quan mà họ có hiềm khích. Sôi nổi các hoạt động ngớ ngẩn hoặc nghiêm túc để phản đối luật an ninh mạng. Trong tuần qua, giới chống đối tiếp tục kêu ca rằng Facebook đã thỏa hiệp với luật an ninh mạng để bịt miệng họ. Cùng lúc đó, nhóm HeyGen tiếp tục kêu gọi cộng đồng thực hiện hai hoạt động phản đối luật an ninh mạng là trò chơi thử thách cứu nét và thành lập nhóm dịch các tài liệu về tự do ngôn luận trên Wikipedia. Trong chủ đề thứ nhất, ngày 29 tháng 9 năm 2018, ba đối tượng chống đối là Hoàng Dũng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoài Anh đã trả lời đài BBC tiếng Việt rằng có khả năng Facebook đã thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để bịt miệng họ. Mỗi người trong số này bị gỡ bài hoặc khóa trang Facebook theo một phương thức khác nhau, tất cả đều dựa trên các điều khoản dịch vụ của Facebook. Cụ thể, Hoàng Dũng thường bị report vì đăng tải các thông tin cá nhân có tính riêng tư của người khác. Lê Hoài Anh bị ba người ngoài Friendly đưa làm admin của trang Facebook chuyên đăng ảnh ấu dâm rồi report với Facebook để họ xử lý. Nguyễn Anh Tuấn cho biết có người đã hack tài khoản Facebook của một ca sĩ cùng tên với Tuấn, đăng lên đó một bức ảnh do chính Tuấn chụp, rồi tố Tuấn giả mạo ca sĩ đó. Trong cuộc phỏng vấn, Lê Hoài Anh cho biết bà đã vận động chính giới nước ngoài phản đối luật an ninh mạng. Cụ thể, bà từng nhờ nhiều người bạn bên Mỹ soạn lá thư gửi thượng nghị sĩ Marco Rubio trước khi giám đốc Facebook Sheryl Sandberg ra điều trần trước Thượng viện vào ngày 5 tháng 9. Ngày 24 tháng 9, bà tiếp tục viết một lá thư khác gửi đến văn phòng của ông Rubio. Trong chủ đề thứ hai, ngày 2 tháng 9, trang HeyGen kêu gọi độc giả thực hiện trò chơi thử thách cứu nét rồi quay clip đăng lên mạng. Theo đó, người chơi sẽ vừa chu mô để giữ một tờ giấy ghi chữ save net không bị rơi xuống, vừa giơ tay lên đầu để tạo hình con mắt, rồi thi xem ai giữ tư thế ngớ ngẩn này được lâu hơn. Người chơi cũng phải đăng video lên Facebook và thách ít nhất 3 người bạn tham gia trò chơi này. Hiện nay, clip kêu gọi mới chỉ có 559 lượt view và 15 lượt like, vì Ngọc Diệp, thành viên nhóm HeyGen liên tục share lời kêu gọi này lên 4 group Facebook. Có thể thấy người phát động nó là Diệp. Ngày 4 tháng 9, Diệp đăng lên Facebook cá nhân một video quay cảnh mình chu mỏ giữ chữ SaveNet và thách 18 người bạn làm theo. Những người này gồm 3 thành phần: các thành viên nhóm HeyGen và luật khoa tạp chí, các nghệ sĩ hậu hiện đại và có hoạt động tuyên truyền chống chế độ, và các nhà hoạt động NGO có liên quan đến khóa học mùa thu về phát triển của IC. Dù video này được 93 like, 18 người bị thách chưa làm theo trò chơi của Diệp. Ngày 3 tháng 9, HeyGen kêu gọi độc giả tham gia nhóm dịch Wiki SayNet. Nhóm này chuyên dịch các tài liệu về tự do ngôn luận để đăng kênh Wikipedia. Nhóm này chuyên dịch các tài liệu về tự do ngôn luận để đăng lên Wikipedia. Ở phần comment, HeyGen cho biết đã có người đăng ký tham gia nhóm dịch. Như vậy, ngoài việc tuyên truyền chống luật an ninh mạng và quảng bá cho tín điều tự do ngôn luận của phương Tây, các hoạt động vừa nêu còn giúp nhóm HeyGen xây dựng lực lượng. Phong trào đòi quyền tự do ngôn luận của nhóm HeyGen khiến chúng tôi nhớ đến một câu nói của nhà báo Mỹ Peter Barker: quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Ở các nước Âu Mỹ, quyền tự do ngôn luận phải gắn với các nguyên tắc chuẩn mực về nghiệp vụ báo chí và đạo đức truyền thông. Chẳng hạn, theo luật pháp Đức, thì việc đăng tải lên Internet các nội dung phỉ báng tổng thống, phỉ báng nhà nước, phỉ báng tôn giáo và các nội dung có tác động phá hoại trật tự công cộng, kích động thù hận, bị cho là phạm tội hình sự. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Đức còn ban hành đạo luật chế tài mạng cho phép chính phủ yêu cầu các mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung trái luật nêu trên nếu không muốn bị phạt số tiền lên đến 50 triệu euro. Vì vậy, thay vì chỉ dịch các tài liệu tuyên truyền về quyền tự do ngôn luận, rồi quảng bá chúng bằng các trò chơi thiểu năng, nhóm HeyGen nên dạy lại cách làm truyền thông cho một phong trào chống cộng chuyên đưa tin đồn, tin sai sự thật, tin kích động hận thù và bạo lực.
nâng cao quan điểm về một viên chức ngoại giao Việt Nam ngủ gật trong buổi họp đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong phiên thảo luận chung ngày 25 tháng 9 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, một quan chức ngoại giao của Việt Nam đã bị phát hiện ngủ gật. Phóng viên Don Emmert của AFP đã chụp lại cảnh đó và đăng lên nhiều tờ báo quốc tế ở châu Âu, Mỹ và Trung Đông như Le Monde, CNN, Alpagraba. Ngay sau đó, các tổ chức cá nhân chống đối đã đồng loạt tận dụng hình ảnh này để công kích chế độ. Chẳng hạn, Lê Công Định viết lên Facebook cá nhân rằng quan chức cộng sản trong ảnh đã mang nhục đến cho quốc gia và người dân khi làm việc một cách vô trách nhiệm và thô lậu trước mặt quốc tế. Định viết rằng, vì các quan chức cộng sản không được bổ nhiệm bằng ý người dân không nên chấp nhận đóng thuế để nuôi vĩnh viễn loại quan chức này cùng bộ máy cai trị của đảng Cộng sản. Trước những lời công kích, các trang tin chính thống và nick Facebook ủng hộ nhà nước đã tìm nhiều lý do để biện hộ cho quan chức ngủ gật trên. Chẳng hạn, báo điện tử VTC viết rằng, bức ảnh mà cộng đồng mạng đang lan truyền đã bị cắt xén. Bức ảnh gốc mà AFP đăng tải cho thấy có một người phụ nữ đeo ba lô, ngồi vắt chân, nhắn tin điện thoại ngay sau lưng đại biểu ngủ gật của Việt Nam. Dựa trên chi tiết này, VTC bình luận rằng có thể bức ảnh được chụp vào giờ nghỉ trưa giữa hai phiên thảo luận. Ngoài ra, VTC cũng đăng ảnh một số chính khách ngủ gật trong buổi họp của Liên Hợp Quốc, bao gồm một số đại diện Trung Quốc và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong khi đó, nhiều nick Facebook bình luận rằng đại biểu Việt Nam ngủ gật trong giờ họp là chuyện bình thường, vì cuộc họp diễn ra ở múi giờ đuổi nghịch. Đáp lại, cây bút Nguyễn Hùng của VOA tiếng Việt đã liên lạc với tác giả bức ảnh là phóng viên Don Emmert của AFP. Emmert cho biết trong bức ảnh trên được chụp trong phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc khi đại diện của Iran đang phát biểu, chứ không phải trong giờ giải lao như VTC phỏng đoán. Nguyễn Hùng bình luận rằng qua vụ việc này có thể thấy đa số chúng ta chỉ tìm những gì phù hợp và chứng minh cho niềm tin sẵn có của chúng ta. Trong khi VOA hoàn toàn ủng hộ luồng dư luận công kích quan chức ngủ gật, BBC tiếng Việt đưa tin đa chiều hơn. Sau khi đăng quan điểm của cả những người công kích lẫn những người muốn xoa dịu dư luận ở cuối bài, BBC đăng ảnh 7 đại biểu từng ngủ gật trong các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Số này bao gồm cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các đại diện của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Dù động cơ của BBC là gì, lối đưa tin đa chiều mà họ thể hiện trong tuần này cũng đang khiến họ trở nên hấp dẫn hơn VOA, một đài truyền tuyên truyền theo một chiều, theo hướng hăng học, cực đoan và võ đoán. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi nghĩ giờ chống cộng đang nâng cao quan điểm về sự kiện này. Nếu họ tin rằng nhà nước Việt Nam đáng bị lật đổ vì một viên chức ngủ gật trong bài phát biểu của Iran, có lẽ các nhà chống cộng hải ngoại nên lật đổ chính quyền của Gordon Brown và Angela Merkel trước. Thay vì vơ đũa càng nóng để kêu gọi phá hoại theo cách đó, họ nên nhìn nhận rằng viên chức trong ảnh đã không hoàn thành trách nhiệm công tác của riêng anh ta. Vì vậy, điều cần làm là yêu cầu cơ quan kỷ luật anh này theo đúng quy trình, chứ không phải đặt vấn đề quốc thể để công kích chế độ. Ngoài việc kêu gọi lật đổ ra, thì Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết vô tội. Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Lưu Văn Vịnh đăng một bản thông báo trên Facebook cá nhân để tuyên bố thành lập một tổ chức mang tên Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết. Theo bản thông báo có nhiều lỗi ngữ pháp, thì liên minh được thành lập để thống nhất toàn dân cho một hành động duy nhất là đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trao trả toàn bộ quyền lực về tay nhân dân. Mọi việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc đều phải trưng cầu dân ý. Cuối thông báo, Vịnh ký tên với danh nghĩa Chủ tịch lâm thời của liên minh. Ngày 6 tháng 11 năm 2016, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các thành viên của liên minh. Sau đó, họ bị khởi tố vì tội lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, phiên xử sơ thẩm 5 thành viên của tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tòa tuyên Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàng 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Trước và sau phiên tòa, đã có 3 nhóm người tích cực làm truyền thông để ủng hộ các bị cáo. Nhóm thứ nhất là hai luật sư bào chữa, ông Nguyễn Văn Miến và ông Đặng Đình Mạnh. Nhóm thứ hai là các tổ chức tôn giáo mà các bị cáo tham gia, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và một số người công giáo bất mãn với chế độ.
Nhóm này đã hỗ trợ nơi ăn, ở và truyền thông cho gia đình các bị cáo mỗi lần họ đi thăm tù. Nhóm thứ ba là quỹ 50k của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Trước và sau phiên tòa, phía tôn giáo, quỹ 50k và một số cá nhân chống đối đã ủng hộ các bị cáo bằng những bài viết dựa trên cảm tính cá nhân. Chẳng hạn, ông Đinh Văn Hải, một tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, quen biết tu sĩ Phan Trung, đã mô tả Lưu Văn Vịnh như một người bị bắt vì đi biểu tình, chứ không gây hại cho xã hội. Ngoài ra, Hải cũng viết rằng Vịnh bị bắt trong lúc đi ăn cơm trưa với gia đình để khơi dậy cảm giác thương hại của độc giả. Tương tự, Nguyễn Thúy Hạnh viết rằng 5 người, tay không tấc sắt, không thể lật đổ chính quyền. Hạnh cũng viết rằng các bị cáo bị bắt khiến gia đình tan nát, con cái nheo nhóc để kêu gọi cộng đồng ủng hộ họ. Trong khi đó, hai luật sư bào chữa tập trung vào hai thông điệp tuyên truyền. Thứ nhất, họ viết rằng cơ quan điều tra và xét xử đã vi phạm các thủ tục tố tụng. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Miến công kích rằng quyết định khởi tố vụ án chỉ được đưa ra 9 ngày sau thời điểm bắt giữ, rằng một số bị cáo đã bị bắt bằng vũ lực, rằng giấy tờ liên quan đến lệnh bắt khẩn cấp có chỗ không khớp với nhau. Đặng Đình Mạnh viết rằng vì bản án cho cả 5 người đều được lập dựa trên lời khai của Nguyễn Công Hoàng, mà khi ra tòa, Hòa đã viện lý do bị ép cung để phủ nhận lời khai, các bản án khác đều vô giá trị. Thông điệp của luật sư Nguyễn Văn Miến có nhiều chỗ sơ hở, vì trong thực tế, bắt khẩn cấp là trường hợp bị bắt khi người chưa có quyết định khởi tố, người bị bắt khẩn cấp có thể bị tạm giữ tối đa 9 ngày. Và cơ quan điều tra có thể dùng vũ lực để bắt người nếu nghi phạm chống trả. Trong khi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh nêu rằng, dù Nguyễn Công Hoàng có tự phủ nhận lời khai hay không, thì những lời kêu gọi lật đổ của nhóm liên minh vẫn còn lưu lại trên Internet. Thứ hai, hai luật sư bào chữa đăng lời của các bị cáo trước tòa, rằng họ vô tội, rằng nhà nước Việt Nam đang vi phạm nhân quyền khi bắt họ. Trong khi đó, cựu luật sư Lê Công Định khen bị cáo Lê Đình Lượng lên ảnh đẹp, có khí chất. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng các luật sư bào chữa nên hành động theo sự thật, theo luật và theo lợi ích của các thân chủ. Trong vụ việc này, rõ ràng họ không hành động theo sự thật vì lời kêu gọi lật đổ của Lưu Văn Vịnh vẫn đăng đầy trên mạng mà họ làm như không biết. Họ cũng không hành động theo luật vì luật sư Nguyễn Văn Miến đang nói sai luật và họ không hành động vì lợi ích của thân chủ. Bởi như thường lệ, họ vẫn nhận tiền dù không thể giúp thân chủ giảm án. Với cách làm việc hiện tại, họ không khác gì những phát ngôn viên được phong trào chống cộng thuê để làm truyền thông. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho rằng nếu các bị cáo không dám thú nhận hành vi của mình trước tòa, thì giới chống cộng nên im lặng, thay vì cố tô vẽ họ thành những anh hùng dũng cảm. Chương trình Điểm tin Lề Trái số 19 đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.